Dạ, em xin kính chào anh em. Dạ thì hôm nay em có một hành trình để đi setup bộ loa Westminster GR và bộ Acouphase. Thì hành trình này cũng gần 2.000 cây số. Dạ giờ để em quay anh em xem vui ha. Này là đang trên cao tốc. Dạ em đã tới nhà anh khách ta. Dạ để em vô và chuẩn bị rinh máy xuống. Lo Westminster GR sẽ ghép chung với bộ Acouphase Monolog A250 và rì C3850, CD là DB950. Dạ, giờ em xin test một đoạn anh em nghe tham khảo. Âm mình rất là rộng và chi tiết. Gọi mùa thu tới.
cho mãi sau.